mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Khánh Linh FF đây. Thì hôm nay mình làm một cái video này ấy để nói cho mọi người biết là dạo này bọn mình và Quang cãi nhau rất là nhiều và không còn tiếng nói chung nữa. Nên là hôm nay mình sẽ quyết định ra nói chuyện với Quang và mình sẽ về quê một thời gian nha mọi người. Và chắc là bọn mình sẽ dừng lại. Bây giờ mình sẽ ra nói chuyện với Quang luôn nhá. Quang đang ở ngoài ban công, chả biết Quang thì Quang cũng buồn ấy và mình cũng buồn nên là hai đứa quyết định là sẽ nói chuyện với nhau. Bây giờ mình sẽ ra nói chuyện với Quang nhá. Mọi người cùng hóng nhá. Quang đâu mày? Quang đi đâu rồi? Đi đâu rồi? Đi đâu vừa đi mà. Vừa đi xong. Đi tìm nó với tao. Ok. Ok. Xong quay luôn hộ tao nhá. Bây giờ mình sẽ đi tìm Quang nha mọi người. Quang đi ra ngoài đi đâu rồi ấy mọi người ạ? Bây giờ mình với Xuân Huy sẽ đi tìm Quang nha. Hình như là Quang đang đi câu ở ngoài biển đấy mọi người. Bây giờ mình với Huy sẽ ra biển tìm Quang nha mọi người. Và mình với Huy đã đến biển rồi mọi người ạ. Đây là biển chỗ mình ở nhá. Và bây giờ mình sẽ đi tìm Quang. Chắc là Quang ở trong này thôi. Đi vào đấy. Rồi không mang thẻ dân cư sao vào? Biển to này làm sao mà tìm thấy Quang mày? Bỏ tét ra. Mẹ sách dơ. Quang đâu rồi nhỉ mọi người nhỉ? Chả thấy Quang đâu cả. Oh no. Quang kia rồi mọi người ơi. Về đời phía anh, cái tay này dài rộng lắm. Nhân ra đây chị. Lúc nào cũng là con hào ngồi đây tí. Trong nhà nấu cơm đi ra đây đi. Thì anh chả ở nhà, em tưởng anh ở nhà có chuyện muốn nói, phải ra đây tìm anh nói chứ. Thì tôi phải nói. Anh em biển, cát này bẩn lắm. Tắm chưa? Chưa. Em có chuyện muốn nói. Gì? Anh thấy dạo này bọn mình kiểu hay cãi nhau phải không? Ý phải. Không còn tiếng nói chung nữa phải không? Anh toàn chọc cho em cãi thôi. Anh cũng cãi nhau thì cái đương nhiên là phải cãi nhau chứ. Mà em thấy như thế không bền được ấy. Không bền. Em nghĩ như thế sớm muộn gì cũng chia tay thôi. Cái đương phải có lúc này lúc kia chứ. Phải lúc nào cũng để em nói nốt. Để em nói nốt. Nghĩ như thế sớm muộn gì cũng chia tay ấy, nên là bọn mình hay là em nghĩ là em sẽ về quê một thời gian. Nhưng đang ở đây làm việc với quê làm gì? Ở đây bọn mình chỉ cãi nhau thêm. Bây giờ bọn mình cãi nhau thì 3 hôm lại làm lành sao đâu. 3 bữa lại làm lành. Về quê làm gì? Nhớ đâu, bọn mình cãi nhau, bọn mình không còn tiếng nói chung nữa. Hoặc là bọn mình không thể làm bạn bè bình thường nữa thì sao? Nên là em chọn cho mình một cái bước đi nó để bọn mình có thể làm bạn bè được. Nó làm chữ em được. Điên quay về mà. Quay về như trước kia. Điên à? Anh yêu nhau thì lại chị em gì? Lộn thuốc à? Thì em muốn về quê. Em cũng 20 tuổi rồi, em về quê làm dụng 1-2 năm nữa là lấy chồng. Anh vẫn còn trẻ như thế. Em còn sự nghiệp phía trước. Mình cứ ở đây cố gắng làm sau này. Còn tương lai sau biết đâu bọn mình yêu nhau không bền. Bọn mình yêu nhau xong rồi cuối cùng lại chia tay thì lúc đấy em già mất rồi. Em thấy bọn lúc mình phải có cãi vã thì tình yêu nó mới nhiều màu sắc như vậy.
Có phải ai yêu nhau cũng không cãi nhau bao giờ đâu. Khoảng cãi nhau một hai lần cho hiểu nhau hơn sao đâu. Thế nhân đòi bổ về quê làm gì? Quê giờ em đang làm gì? Em xác định à? Em xác định nói với anh là em đã em đã bảo em sẽ về quê rồi, anh có thế nào thì em vẫn sẽ về thôi. Em ra đây nói chuyện với anh chỉ để cho anh biết thôi. Không, cho về. Nhưng mà em sẽ về thôi, anh không cho về cũng có được cái gì đâu. Thế giờ về quê em định làm gì? Có con nuôi cá à? Về quê làm gì thì kệ em, bọn mình chia tay rồi thì không liên quan đến nhau nữa. Chị em bình thường, nếu mà em có khó khăn quá thì em sẽ nhờ đến anh giúp thôi. Nhân làm viên làm công việc quê. Nếu mà chị này, có khó khăn quá chị sẽ nhờ em giúp thôi. Tự nhiên đang yêu nhau lại chị em Nhân à? Em nói nghiêm túc mà. Chị nói nghiêm túc mà. Đừng có ném cát người nhau. Thế chả chị một mày 18 tuổi, chị 20 tuổi còn gì nữa. Tự nhiên làm viên làm cùng với đấy chị em yêu nhau được. Cãi nhau thì em lành có gì đâu mà phải thế. Tóm lại là không thể về. Nhưng mà chị sẽ về, chị vẫn phải về. Chị bảo mẹ rồi. À, mẹ cũng đồng ý cho chị là mẹ bảo không, chị không, là không về ở đây. Mẹ bảo chị là 20 tuổi rồi, con quyết định như thế nào là quyền của con. Mẹ cũng mẹ đây bây giờ. Mẹ cũng sợ sau này yêu nhau không đâu vào đâu, xong cuối cùng không lấy được nhau, lúc đấy chị già rồi ấy. Điền em về quê lấy chồng. Không là ta không cho về. Không cho về vẫn phải về thôi. Có, ra đây nói không? Ra đây nói để cho em biết thôi chứ còn không. Chứ còn chị vẫn xác định là chị sẽ về rồi, chị cũng xếp hết hành lý rồi. Đang nghe đang này nhiên về tí nữa chị sẽ gọi xe, bây giờ vẫn còn sớm. Sớm thì có thích về không? Chị vẫn sẽ về thôi. Yên đi, yên gì nói cứ nói chị đang nói nghiêm túc đây em, cười gì? Đang yêu nhau thì cái này chị nhầm. Về thích về không? Hỏi thật có thích về không? Yêu nhau gì? Cãi nhau chí chóe suốt ngày. Không, bọn ta đang nói chuyện nghiêm túc. Đợi cho mày cho. Đoạn này là ồn quá nên là mình tắt tiếng. Đoạn này là quăng bế mình thả mình xuống biển ấy. Nhưng mà mình nặng quá, quăng bế kiểu muốn ngã luôn. Về đây. Về. Hẹn gặp lại Xuân Huy nha. Về quê thì nhớ bảo chị lên chơi. À, Phan cũng thế, về quê lúc nào thì bảo chị lên chơi. Toàn chị, vẫn làm chị em bình thường mà. Này, bê nhau ra các. Mày mà về quê tao nhảy. Bớt đi, đi về. Đi về đây. Về quê tao nhảy luôn. Tào lao quá. Hồ này em sao chết? Hồ này em sao chết? Thôi, mày đưa máy chị, mày ở đây mày chơi với thằng Quang, chị đi về đây. Thế làm gì? Mày điên à, ta càng ra càng sâu đây, cái hồ này càng sâu. Đi vào. Đi vào, ta không về nữa. Cắm về quỷ. Nhưng mà từ nay mày có cãi tao đúng không? Không. Mày cãi tao, mày dần cãi tao, giờ này mày dần cãi tao rồi. Mày chả còn thương tao như ngày trước. Mày khác ban đầu rồi. Ngày trước tao chỉ cần sai mặt mày thôi là mày đi luôn. Bây giờ mày không thèm quan tâm đến tao, mày còn chờ tóc tao. Đó. Nhưng mà mày không được gì nữa. Để đây. Mày hứa đi, không được cãi tao. Đó. Sai cái gì cũng phải làm. Đi thuê xe đạp like tao nhưng mày không về nữa. Nhưng mà mày phải thuê xe đạp lại tao. Bây giờ mình với Quang sẽ đi thuê xe và đạp xe cho mọi người. Bây giờ anh sẽ đi thuê xe rồi like em phải không? Đúng rồi. Tụi mình sẽ không chia tay nữa đúng không? Ok, tụi mình sẽ không chia tay nữa nha mọi người. Tụi mình bây giờ sẽ đi thuê xe đạp và đạp xe cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nhá. Bây giờ bọn mình sẽ tắt video và đi thuê xe đạp và đạp xe thôi. Nếu mọi người thấy video này hay ấy, thì mọi người nhớ like và đăng ký kênh giúp bọn mình nhá. Để mình sớm đạt được 100k sub nha mọi người. Bye bye mọi người.